chào quý anh chị nhé. Tôi là Tĩnh, tôi đang tá tại Mitsubishi Trường Chinh Sài Gòn. Anh chị mà đang cần tìm xe đi dịp lễ 30/4/1 năm này mà tầm tài chính loanh quanh 300 thì em có con xe này giới thiệu cho anh chị nè. Morning phiên bản S đời 2018 đi 47.000 anh chị. Mình đang bán mức giá là 310 triệu. Có bất lọc cho anh chị nhé. Xe thì em mới lấy về thôi thì em sẽ bảo dưỡng hay lọc hay nhớt cho anh chị nếu anh chị mua để chúng ta kịp đi lễ. Nó có một phần bị móp phía bên hông á, móp nhẹ thôi. Thì anh chị cứ đi dịp lễ xong rồi quay lại em xử lý sau phần đấy. Xe này thì hiếm khi tụi em mua những cái dòng này lắm anh chị. Tại bên em chuyên xe lướt thôi. Nhưng mà con này nó khá là đẹp và giá nó rất là dễ chịu, cho nên bên em thu mua về để cho anh chị nào cần thì liên hệ với em nhé. Đây anh chị, Odozin nhá, 47.000, xe đi gia đình. Màn hình đồ có đầy đủ hết nè. Bản S là bản cao nhất, bản full đấy anh chị. $310 triệu nha. Xe nhỏ nhỏ xinh xinh. Mấy cái này bên em sẽ xử lý được hết cho anh chị nha. Đây anh chị, màu đỏ ha. Bên này nó có bị phần nhẹ cái đây nè, móp nè, cái này xử lý được nè, không vấn đề gì. Cái này bị nhẹ thôi anh chị. Phần này thì nếu anh chị mua, anh chị cứ đi qua lễ, đi về, qua lễ xong rồi bên em sẽ xử lý. Nó có một vài vết trầy xước, nhưng mà xe khá là đẹp, khá là liền lạc. Cái phần kia là bị nhẹ thôi anh chị, không vấn đề gì đâu. i10, cái dòng Morning và i10 thời 2018 nó khá là nhỏ anh chị ha. Cốp nó cũng nhỏ. Cái này anh chị mà mua cũng để chúng ta chủ yếu mà đưa đón con nè, đi chợ nè, nói chung đi đoạn gần á, thì xe này dễ luồn lách lắm. Máy nhỏ tiết kiệm nhiên liệu nữa. Kim bấm là còn rất là chất lượng ha. Còn cái rèm Morning nha, bản S 2018 số tự động nha anh chị. Đi 47.000. 310 triệu có bất lọc nữa. Anh chị quan tâm thì liên hệ bên em nhé. Cảm ơn anh chị rất nhiều ạ.